Dù là sáng hay chiều, giờ cao điểm hay là đi đường thoáng, thì đây đều là những hình ảnh quen thuộc tại khu vực ngã ba Baxter và Trần Quốc Toản. Nếu không có tấm biển này, thì với những hình ảnh mà chương trình ghi lại được, chắc ai cũng nghĩ rằng đây là con đường hai chiều. Cách đó vài chục mét, trên đường Baxter cũng đã có một tấm biển thông báo cấm quẹo phải. Nhưng hãy xem thực tế tham gia giao thông ở khu vực này. Từng đoàn xe nối đuôi nhau quẹo phải dù đã có biển cấm. Theo đúng quy định phân luồng giao thông của thành phố thì các phương tiện sẽ phải đi từ Baxter quẹo trái ra Trần Quốc Toản, đi tiếp qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sau đó quẹo vào Lý Chính Thắng và Huỳnh Tịnh Của, từ đây sẽ quẹo vào Trần Quốc Toản. Và thực tế chấp hành luật giao thông của các phương tiện tại đoạn đường này là quẹo phải đi ngược chiều vào đường Trần Quốc Toản. Và đây là những lý do của việc vi phạm. Vì ở kia nó có biển cấm rẽ. Và cũng có những lý do. Thế cô có hay nè, ai biết đâu, cô thấy quá đông rồi nó cô đi. Ừ, không lộn, cô quẹo lộn này lại. Cô một gì hả em, cô không biết, cô quay lại nhé. Và có rất nhiều người dù biết là vi phạm luật giao thông nhưng vẫn cố tình đi. À, rồi quay lại. Vì ngược chiều. Thế tại sao anh vẫn đi ạ? À, không phải vì là nhà kế đây nè, nhà là hai bước là tới rồi. À, đi trái chiều. Khi được nhắc nhở, trong khi một số người thì quay xe đi đúng luật, tuy nhiên cũng có người vẫn tiếp tục đi ngược chiều và một số ít thì lại xuống và dắt xe. Dù vậy cũng có những người ngập ngừng dừng lại tại ngã ba, sau khi quan sát không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng lại ung dung tiếp tục đi ngược chiều. Theo ghi nhận của chương trình thì khá đông xe sau khi đi ngược chiều vào Trần Quốc Toản sẽ quẹo trái vào Huỳnh Tịnh Của. Như vậy thay vì phải đi đường vòng mất gần 10 phút, những người này chỉ mất chưa đến 2 phút dù đi sai luật. Đặc biệt là vào giờ cao điểm khi có khá đông phương tiện đổ về tại khu vực ngã ba Trần Quốc Toản và Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì tình trạng vi phạm quẹo vào đường một chiều như thế này lại gia tăng hơn. Trong quá trình ghi hình, camera cận cảnh nhận thấy phần lớn người vi phạm đều cho biết nhà mình gần đó. Và vì cảnh gần nhà xa ngõ mà họ mỗi ngày đều vi phạm giao thông. Tuy nhiên, chính những người dân sống trong khu vực này cũng có nhiều quan điểm khác nhau về tình trạng trên. Chợ của em rồi, đây là trường học đó. Hai ba cái trường học đây, người ta đi quen rồi, nên thành ra người ta cứ đi thôi. À, nếu mà đi đúng lựa thì khoảng chừng mất chừng 5-7 phút. Tại vì cái thói quen của người ta rồi nên người ta không có nghĩ là vậy. Mình có là người dân góp mặt trong cái chuyện giao thông đó, thì để tôn trọng pháp luật thôi. Lý do là coi như người ta đi đại, ta tìm cách đường nào mà gần nhất ta đi về, cũng dẫn kẹt lên thôi, đúng không? Đó. Thì cái gì cũng vậy, cái nào mà thuận lợi phương tiện, cái thuận lợi nhất người dân nhận thức hơn. Còn giờ nhà nước cấm có. Cũng có những ý kiến như thế này. Có mấy ông hành ra yêu cầu bỏ và nên ví dụ như có cấm là cấm chơi nè. Không cho xe hơi vô đường này thì đúng. Cấm là cấm xe 4 bánh xe hơi quẹo đây thôi. Có lẽ do đây là khu vực có trường học và chợ nên tâm lý muốn có một con đường tiện lợi cho việc đi lại của người dân cũng là chính đáng. Tuy nhiên, việc biến con đường một chiều thành con đường hai chiều như thế này là một trong những nguyên nhân khiến cho việc lưu thông của các phương tiện dễ rơi vào tình trạng lộn xộn. Còn người dân thì hình thành tâm lý ứng phó khi tham gia giao thông.
Sau khi xem đoạn clip này rồi thì Ngọc cứ nghĩ là đoạn một chiều Trần Quốc Toản bị biến thành hai chiều. Đúng rồi, Thảo thấy người ta đi rất là ngang ngang, giống như là đây không có cái bản đây là chuyện mà Thảo rất thường xuyên thông cảm. Thanh Thảo vẫn thường nói là Ngọc phải hiểu là bởi vì nhiều khi là vì tiện, bởi vì đấy, mất nhưng thời gian. Mà, này Ngọc nghe này, có rất là nhiều lý do được đưa ra. Thứ nhất là cô ấy bảo là nhà tôi ngay đây, chỉ quẹo một cái là tới ngay nhà tôi là một cái. Thứ hai đây dạ, là trường cô, học dạ, là điểm buôn bán. Dạ thưa cô, nếu như trong trường hợp ngay giờ cao điểm mà cô quẹo qua như vậy thì cô làm ách tắc giao thông của rất nhiều người. Bây giờ nếu mà Ngọc nói vấn đề này á thì Thảo cũng phải có một cái sự chia sẻ với tất cả những là người đã từng quẹo qua như vậy. Thì bây giờ ý Thảo nói là Thảo thông cảm với trường hợp này hay sao? Thảo không thông cảm, nhưng mà đôi khi vào những cái trường hợp quy định là quy định, không bất đắc dĩ. Thảo biết Ngọc mặc đồ đen mà, cho nên lúc nào Ngọc cũng rất là nguyên tắc, nhưng mà đôi khi chúng ta phải có một cái sự thông cảm chia sẻ. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi xem đoạn clip này rồi thì quý vị sẽ đặt mình vào vị trí những người đi đúng luật và hãy thông cảm cho nhau. Cho dù trễ một tí cũng chẳng sao, đừng vì tiện, đừng vì gần, đừng vì đỡ mất thời gian mà quý vị hãy làm cản trở giao thông của những người khác. Thưa quý vị, thật ra thì Thanh Thảo và Khương Ngọc không cổ suý cho những việc mà chúng ta vi phạm giao thông. Thật sự khi mà chúng ta tuân thủ đúng luật lệ giao thông thì vấn đề an toàn của mỗi người vẫn được đặt ở trên hết.